Thưa quý vị, sáng nay, phần lớn tiểu thương tại chợ Cùng đã hưng hoang mở cửa trở lại sau 2 ngày tạm đóng cửa để khử khuẩn, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 13 tháng 1 vừa qua. Theo kế hoạch, khi chợ mở cửa trở lại, toàn bộ các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ phải xét nghiệm COVID-19 nếu có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ mới tham gia hoạt động tại chợ để đảm bảo an toàn. Khi hoạt động trở lại, ban quản lý chợ cồn cũng sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cổng ra vào, yêu cầu hộ kinh doanh phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được vào chợ, đồng thời phối hợp thực hiện test Covid-19 định kỳ cho hộ kinh doanh để đảm bảo phục vụ chợ Tết cho người dân.